Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa 47 năm, nhưng với những người từng cầm súng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì ký ức về chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên. Qua những tấm ảnh, kỷ vật về một thời đấu tranh gian khó, luôn gợi nhớ những câu chuyện hồi ức của họ trong những trận chiến là minh chứng sống động chân thực nhất về năm tháng chiến tranh đầy hào hùng của dân tộc ta. Đã 47 năm trôi qua, nhưng với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Trung, phường Khuê Mỹ, quận Hoành Sơn, vẫn còn đong đầy trong tâm trí khi xem lại những tấm hình, kỷ vật được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 5. Ông thực sự xúc động khi thấy có hình ảnh chính mình cùng đồng đội là đặc công biệt động thành Đà Nẵng, dẫn đoàn quân tiến vào giải phóng thành phố và tham gia cùng lực lượng chính quy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì thực tế mà nó cũng gợi lại cho chúng tôi một cái thời gian trẻ trung, lứa tuổi đôi mươi. Nhưng bây giờ là bãi bái rồi, nhưng mà bây giờ nhìn lại các cái hình ảnh này thì thấy rất là xúc động và cũng hồi tưởng và cũng nhớ lại những đồng chí đã hy sinh. Còn với Đại tá Hoàng Lê Nghĩa, nguyên là đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 3, trường đoàn 97, mặt trận 4, Quảng Đà, ông đã cùng đoàn quân tiến vào trụ sở sư đoàn thủy quân lục chiến, đóng tại căn cứ sân bay nước mặn, bắt sống hơn 2.000 quân thủy quân lục chiến, thu giữ nhiều vũ khí đạn dược. Khẩu súng cối 82mm luôn được ông mang theo trong những ngày quân ngũ, được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân sự, đã làm Đại tá Hoàng Lê Nghĩa bồi hồi xúc động. Hôm nay đi tham quan cái bảo tàng chiến tích lịch sử của quân khu 5 thì tôi gặp được một cái hiện vật mà chính đơn vị tôi đã sử dụng đánh vào sân bay nước mặn, đó là hai khẩu cối 82 của trung đội cối thuộc đại đội 3 khu 3 Hòa Vân. Đại đội tôi đã dùng hai khẩu cối này và có những trận tôi trực tiếp chỉ huy hai khẩu cối này đánh nhiều trận vào sân bay nước mặn, phá hủy và làm bị thương, phá hủy gần 60 máy bay trực thăng của địch ở tại sân bay nước mặn. Đây là một cái hiện vật mà bây giờ nhìn lại nó, tôi nhớ lại những năm tháng mà tôi đã trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Những tấm ảnh, những kỷ niệm mang đầy ký ức, những câu chuyện hào hùng về những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975 luôn thể hiện sống động của một thời oanh liệt và rất đỗi hào hùng của quân và dân ta, là nền tảng để giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ. Từ đó, ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị của hòa bình hôm nay để tiếp bước cha ông trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.